thật là biết ơn. Vì trong thời buổi kinh tế không mấy lạc quan mà chị em và các anh vẫn đến ủng hộ spa rất nhiều. Nhưng mọi người truyền tay nhau và đa số là khách hàng cũ quay lại nên team Eva cũng không phải quảng bá nhiều. Eva hiện đang có 6 kỹ thuật viên da liễu làm full time, có đến 3 máy laser để điều trị nám. Hiếm nơi nào đầu tư nhiều máy vậy. Nhưng vì cách trị nám của Eva rất là nhiều nên 3 máy mới đủ mọi người ạ. Eva cũng đầu tư thêm đến mấy cái máy triệt lông công nghệ cao loại xịn, vừa triệt không đau mà lại còn hiệu quả. Ngoài ra các dịch vụ tiêm meso, tạo hình khuôn mặt không phẫu thuật cũng là những dịch vụ luôn luôn được hãng bảo hành đúng quy định. Eva kinh doanh đương nhiên là muốn có lời, nhưng để làm được điều này bền vững thì spa tin mình phải làm đàng hoàng, làm có tâm trước đã. Lợi nhuận chưa bao giờ là điều spa đặt lên hàng đầu, mà phải là sự an toàn và hiệu quả của dịch vụ. Bởi vậy, nếu bạn muốn tìm một nơi để làm đẹp thì hãy đến Eva ngay nha. Tại Eva đặc biệt khám da luôn luôn là miễn phí và sẽ không bắt bạn mua bất kỳ một dịch vụ nào tại spa. Rất mong được phục vụ khách yêu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Eva Spa và những video tiếp theo.